Gạo là một loại thực phẩm mà bất cứ ai sống ở châu Á cũng chẳng còn gì lạ lẫm. Tùy vào tài chính mà bạn có thể mua được gạo miên, gạo VIP, gạo tứ quý. Giá cả thì chỉ từ 25 đến 30 bạc cho mỗi cân. Nếu mà tài chính hạn hẹp hơn đôi chút thì gạo ST, Bắc Hương, thơm lại với mức giá dễ chịu hơn cùng vị dẻo thơm vẫn có thể tạo nên một bữa tối tuyệt phẩm. Nhưng mà ở nước Anh thì có một loại gạo được hét giá lên tới 120 triệu bảng cho khoảng 80 kg. Loại gạo đắt nhất thế giới vừa được câu lạc bộ West Ham chào mời bất cứ đội bóng nào tại nước Anh dám móc hầu bao để đem về trong phiên chợ mùa hè này. Đúng rồi, chúng tôi không có ý định biến đây thành một video về nông nghiệp. Chỉ là mức giá của The Clan Rice được cả thị trường chê là đắt kinh khủng mà thôi. Vậy thì câu hỏi sẽ được ngay lập tức đặt ra trong đầu của những khán giả. Đó là tại vì sao búa tạ tự tin có thể bán được tiền vệ số 1 của họ ngay trong kỳ chuyển nhượng hè với mức giá điên rồ đến như vậy. Đầu tiên, hãy cùng xét đến quy tắc chuyển nhượng của bất cứ giải đấu nào trên toàn châu Âu chứ không riêng gì nước Anh. Đó là một ngôi sao có khả năng tham gia tấn công thì sẽ luôn có tiềm năng trở thành một bản hợp đồng bom tấn. Hay xét đến hàng loạt những thương vụ chuyển nhượng đình đám trong khoảng 7 năm trở lại đây, chúng ta sẽ dễ dàng nhìn thấy những điểm chung của các cầu thủ này. Từ thương vụ Paul Pogba làm dấu mốc, có thể thấy rằng toàn bộ 12 cái tên có mức giá chuyển nhượng điên rồ nhất trong 7 năm trở lại đây đều có một điểm chung, đó là khả năng tấn công của họ. Đôi khi thì đó chính là vị trí trên sân. Lukaku, Eden Hazard, Ronaldo, Jack Grealish, Antoine Griezmann, João Felix, Coutinho, Dembele, Mbappe và cả Neymar đều là những tiền đạo. Họ có khả năng đảm bảo đầu ra bàn thắng qua từng mùa giải. Một số đã thành danh, phần lớn đều trở thành những bản hợp đồng thành công của đội bóng đã chi đậm. Tất nhiên thì kinh doanh buôn bán có lãi và có lỗ. Hazard, Coutinho, Felix, Griezmann là những cái tên hiếm hoi khiến cho đội bóng sở hữu phải điêu đứng. Ngoài ra còn có những cầu thủ dù là tiền vệ nhưng sở hữu khả năng tấn công. Đó là Pogba, Enzo Fernandez, hay nếu như tua đến vị trí thứ 19 thì đó còn là Frankie de Jong chuyển từ Ajax đến Barca với mức giá 86 triệu euro. Đó là cái cách mà thị trường bóng đá hoạt động. Một trận đấu bóng đá thường được quyết định bởi mặt trận tấn công nhiều hơn, nhất là với những đội bóng tầm cỡ. Vì thế The Clan Rice với hàng loạt những chỉ số thể hiện năng lực đóng góp vào bàn thắng của mình sẽ được đánh giá cao về mức giá. Ô kìa, Rice đã ở vị trí tiền vệ phòng ngự. Anh được đánh giá cao trong khả năng chọn vị trí và lãnh sướng hàng tiền vệ cầm nhịp trận đấu. Với 3 bàn và 2 kiến tạo mùa này thì Rice cũng đâu có quá đặc biệt khi so với Caicedo của Brighton hay là Partey của Arsenal khi xét đến đầu ra bàn thắng. Bởi vì West Ham United đang gặp vấn đề mùa này nơi hàng công. Điều khiến họ chỉ ghi được hiệu suất là hơn 1 bàn mỗi trận tại Premier League. Vô hình chung bóp nghẹt khả năng sáng tạo thiên phú của Rice thì đúng hơn. Giữa hàng loạt những cầu thủ thi đấu dưới phong độ, Rice vẫn đang là tia hy vọng sáng giá nhất trong đội hình mà David Moyes đang sở hữu. Michai Antonio, Jarrod Bowen và Danny Ings trong mùa giải này đã bỏ lỡ tổng cộng là 17 cơ hội cực kỳ ngon ăn theo như SofaScore đã thống kê. Với việc phần lớn trong những tình huống lên bóng, Rice thường là một điểm chạm uy tín. Nếu như đầu ra bàn thắng được đảm bảo hơn thì chỉ số của tiền vệ người Anh chắc chắn cũng sẽ lớn hơn nhiều so với những gì anh đang sở hữu. Mặt khác, khả năng tấn công của một cầu thủ không cứ nhất thiết phụ thuộc vào đầu ra bàn thắng hay là kiến tạo. Với một tiền vệ chơi rộng như là The Clan Rice thì những yếu tố có phần ít người để ý hơn lại đang thể hiện được điều đó. Theo như chuyên trang FPRed, Rice đang được đánh giá rất cao về khả năng tung ra những đường truyền tịnh tiến, khả năng dẫn bóng tiến sát đến vòng cấm địa đối phương, tỷ lệ truyền chính xác, khả năng dê dắt vượt qua hậu vệ đội bạn. Đây là cơ sở để một đội bóng tin tưởng vào khả năng cầu thủ này sẽ có những đóng góp trên mặt trận tấn công của họ, khi mà những chỉ số của Rice đều đang là rất cao khi so với hiệu số trung bình của những tiền vệ trên toàn quái châu Âu thời điểm này. Phía trên hàng công, hay thậm chí là ngay đến những tiền vệ chơi xung quanh đều có năng lực hạn chế khiến Rice khó lòng có thể thực sự bứt phá để chơi đúng với năng lực của mình. Vậy nhưng nếu đây là Arsenal, Manchester United, Liverpool hay có khi nào là cả Manchester City, thì cầu thủ người Anh mới có thể thực sự thể hiện trọn vẹn những tinh hoa làm nên tên tuổi của mình. Thứ hai, nếu xét về khía cạnh kinh tế thị trường, tức là thuận mua vừa bán, thì The Clan Rice có lý do để được West Ham nâng giá khủng khiếp đến như vậy. Cũng giống như iPhone qua từng phiên bản kể từ sau iPhone 11, khác biệt thì chẳng có bao nhiêu nhưng người ta vẫn cứ mua ầm ầm. Đôi khi chất lượng cầu thủ sẽ xếp sau yếu tố nhu cầu của những đội bóng thực sự đang quan tâm tới anh ta mà thôi. Đó là những Arsenal, Liverpool, Man City, Chelsea và Man United. Hiện nay thì những tin đồn chỉ đang xoay quanh pháo thủ và đặc biệt là quỷ đỏ.
nhưng có thể thấy rằng đội bóng phía Tây London gần như chắc chắn sẽ bán được Rice cho một gã nhà giàu nào đó tài chính Premier League này. Giá trị những phi vụ chuyển nhượng của những đội bóng hàng đầu của xứ sở sương mù qua từng mùa giải thì thường chỉ có tăng lên chứ ít khi nào giảm xuống. Ngay cả trong thời kỳ suy thoái kinh tế, người ta vẫn thấy Premier League mùa giải này đổ tới 2,3 tỷ bảng lên thị trường chuyển nhượng. Thậm chí việc một đội bóng tân binh mua người tốn cả 100 triệu bảng cũng đang dần bình thường hóa. West Ham vì thế tự tin rằng họ có thể đem về một khoản tiền lớn khi bán đi ngôi sao trưởng thành từ lò đào tạo của mình. Nên nhớ là để Declan Rice mới có 24 tuổi mà thôi. Nhưng anh đã sớm trở thành trụ cột của tuyển Anh kế bên Jude Bellingham, tạo nên một khu vực giữa sân vừa biến ảo, vừa chắc chắn. Tiểu sử chấn thương hay là tiềm năng của Rice đều ở mức tốt, khiến cho búa tạ có thể hét giá bao nhiêu tùy thích, khi mà nhu cầu cho một tiền vệ phòng ngự trong phiên chợ hè này đang là rất lớn. Thứ ba, Declan Rice là homegrown, dịch nôm na ra là cây nhà lá vườn ở giải ngoại hạng Anh này. Luật homegrown đã là một sáng kiến xuất hiện tại Premier League từ năm 2015 đến nay. Người tạo ra bộ luật này là Greg Clark, cựu chủ tịch Liên đoàn bóng đá Anh, với mục tiêu là thắt chặt hơn những cầu thủ ngoại quốc và cùng với đó là phát triển những mầm non tương lai của nước nhà. Cụ thể thì có điều khoản quan trọng nhất, số cầu thủ homegrown trong lực lượng 25 cầu thủ của một đội bóng sẽ gia tăng lên thành 12. Hai trong số đó nhất định phải trưởng thành từ hệ thống đào tạo trẻ. Một cầu thủ được xem là homegrown khi họ có ít nhất 3 năm thi đấu tại bất kỳ một câu lạc bộ nào trên đất Anh trước độ tuổi 21. Tức là trên lý thuyết, chỉ cần một cầu thủ nước ngoài chuyển đến Anh, tham gia một lò đào tạo từ trước đó là hoàn toàn có thể được xếp vào hạng cây nhà lá vườn. Nhưng những quy định sau đó đã trở nên khắc nghiệt hơn với những trường hợp này. Đó là những cầu thủ nước ngoài sẽ chỉ được đến Anh chơi bóng khi họ đã đủ 18. Và trường hợp hiếm hoi gần đây được xem là homegrown nhưng mang quốc tịch khác là William Saliba, khi chuyển đến vào năm 18 tuổi và có 3 năm chơi tại một câu lạc bộ của Anh. Nói điều này ra để thấy rằng, trước chính sách ưu tiên cầu thủ nội của Liên đoàn bóng đá Anh, một đội bóng sẽ luôn phải cân đo đong đếm làm sao để số lượng cầu thủ cây nhà lá vườn của mình luôn chiếm gần quá bán. Vì thế những cầu thủ như Declan Rice sẽ là cần thiết cho bất kỳ đội bóng nào tại Premier League vốn cũng đang là những câu lạc bộ theo chân thương vụ này sát sao nhất. Việc cầu thủ nước Anh hoặc là thuộc diện homegrown giá đắt thì đã có đầy trong quá khứ, đó là luật chơi của giải đấu này. Những đội bóng tham gia sẽ phải tuân theo, hoặc nếu tiếc tiền thì họ có thể nhắm đến những thương vụ cầu thủ ngoại. Nhưng lúc ấy thì một bài toán về chiều sâu đội hình sẽ bị dấy lên, bởi vì luật homegrown bắt buộc một đội bóng sẽ bị giới hạn 13 cầu thủ ngoại quốc trong 25 cái tên đăng ký tại Premier League. Có nghĩa là nếu như Arsenal chiêu mộ cầu thủ không thuộc diện này như Moises Caicedo, họ sẽ phải đẩy bớt đi một cái tên không phải homegrown khác như Jorginho hay là Granit Xhaka. Còn tệ hơn khi mà nhiều những cầu thủ thuộc diện này như Emile Smith Rowe, Ben White không cam kết tương lai, Arsenal sẽ buộc phải đưa những cái tên từ lò đào tạo trẻ của mình lên cho đủ yêu cầu, mà chất lượng lò trẻ của họ thì đâu phải lứa nào cũng đáp ứng đủ được chuyên môn đề ra. Vậy cắn răng mà mua cầu thủ như Rice có phải đỡ mệt hơn hay không? Vậy theo bạn thì Declan Rice có xứng đáng với mức giá trị không tưởng 120 triệu bảng hay không? Hãy cùng chờ xem!